Hello anh em. Hello anh em ạ. Anh em đang tiếp tục đến với video tiếp theo của mình. Đấy. Hôm nay là mình sẽ có cái vụ update anh em ạ. Cái update này mình nghĩ là cái sẽ giúp cho tăng cường cái độ an toàn khi đi ngoài mưa. Cái xe này nhá. Là do ý kiến của anh em về video trước anh em ạ. Nhiều anh em đã bảo là con này đi ngoài mưa nó sẽ thiếu một số chi tiết, thì hôm nay là cái update đầu tiên là chụp cái báo vào chụp báo vào kính à. Để cho nó đẹp vào. Đâu, ai chụp bao kính vào đó. À, thường cái chụp cái bao mà anh cầm đấy. Bên quan trọng là cái bên trong. Bên trong có đồ à? Ừ, cái này chỉ ở bên ngoài để che lại thôi. À, che ok. Cái này là sẽ khui cho anh em xem bí mật đây. Được chưa mày? Cắt được chưa? Đâu, đồ đấy. Giờ này kiếm cái nào đó. Ok. Qua điện à, phải không? Đồ đến quán điện anh em nhá. Rồi sẽ khui hộp cho anh em cái này ship vừa về tới nhà nhá. Mình vẫn chưa biết bên trong là cái gì luôn. Sao trên kia kìa. Anh em hãy đoán xem nó là cái gì nhá. Comment đi. Comment đi, mình chưa nhìn hình dung là cái gì luôn. Ủa, anh em ạ. Anh em xem không được tua nhá. Xem để. Tua là không cái con cái. Xe này hôm trước sơn màu này mình được nhá. Anh em bảo là thiếu một số cái để mưa nó an toàn nên cái nâng cấp, thì anh em xem có những cái đồ nào an toàn nữa anh em bình luận cho mình để mình sắm thêm mình bộ con xe này. Nhiều anh em bảo là mình nên nâng cấp con này thành kiểu body wide, xong rồi cái kiểu xe đua, cái kiểu ấy. Đó là cái gì? Cần vật chó à? Ui chồng cần vật chó thế. Cần gì? Vật chó. Vật chó. Ừ. Gạt nước mưa. Gạt nước mưa. Đấy, một cái cấn thôi à? Có hai cái. Hai cái hay bên này? Hai cái hả? Thì đúng rồi. Đấy. Có hai cái. Hai nữa. Ơ. Sao hai cái cũng đều nhau vậy? Cần ô tô Vios anh ạ, một cái thấp, một cái cao. Lấy cái tiếp tục còn món nào không? Hay là hai món thôi? Cái nào cũng còn. Còn cái phần cái nhân vật chính. Vật chính là gì? Là cái động cơ. Motor. Động cơ nó hay thế. À nó cần đây là cái khuôn à? À đây một motor đằng sau mọi người. Motor đi. Đó. Motor giảm tốc của cần gạt mưa anh ạ. Motor bao nhiêu volt nhỉ? Ủa không số nhỉ? Cái chắc thanh rằng anh em nhé. Đây của con Vios này. Anh em nhìn thấy ký hiệu chưa? Cái cần dạng 0.5 này. Bộ này bộ của con Toyota Vios anh em nhé. 0.5 Vios 0.5 là gì? Không biết. Cái này test thử luôn thôi anh em. Chạy điện 12V nhỉ? Ủa? Điện từ 12V đấy anh em. Sẽ test thử luôn. Điện này thường thường nó chỉ chạy ác quy này thôi mà. Test thử luôn cho anh em xem đi. Ôi mà cái này nóng này. Bắt tạm vào. Không có gì bắt tạm. À mình thử motor trước nào. Thử vô tay nhé. Ừ. Điện đầu dắt kia à? Dắt dắt này à? Ừ. 5 đầu dắt là có là chức năng gì vậy? 5 đầu dắt nhỉ? Không biết. À, có cái loại này, cái này nó có chức năng như kiểu có mấy số rồi. 1, 2, 3 như kiểu vậy là nhanh, nhanh này, vừa vừa và chậm. Đó, thì không biết là nó sẽ là cái đầu dắt như thế nào. Ok. Không biết là cái này theo biết nó có chạy như kiểu đầu cực âm, cực dương, kiểu điện xoay chiều hay là điện một chiều không biết. Ơ, đây mà. Đấy. Điện, đấy là điện màu, điện yếu hơn đây. Yếu hơn. Ồ. Hai đầu cực đầu, ngoài. Đầu này với đầu này nó thành đầu nào điện gì cơ. Cho hai cực bên ngoài đi. Không phải là. Anh em xem, mình tính để xem bọn mình test thử qua quả cần gạt mưa này. Cái này phải có con ốc bắt vào. Vừa ship ở trên Hà Nội về. Không người tháo đó. Vừa về tới nơi luôn anh em ạ. Tháo có. Ừ. Mà thôi kệ đi, kệ không được. Kệ đi. Mình sẽ test thử động cơ này nhanh nhé. Và không biết lắp đặt thì mình sẽ phải nghiên cứu về phương án lắp đặt phù hợp. Đây anh, mày cầm về anh nhé, anh thử nhé. Hả? Cầm anh thử nhé. Cần nick, nó bạn. Không sao đâu, nó có motor giảm tốc cơ mà. Quay này lên đây, ơ. À, quay đầu này, anh mới làm gì. Cái cầm cái gì mà, cầm cái gì mà. Từ. Rồi. Chơi đi. Đấy, gì thì anh ấy ở chứ còn có gì làm nhé. Rồi rồi. Em nhìn nó quay chưa? Dạ, vừa nhìn thôi. Thích. À, vậy phải bắt ốc phải không? Mới được. Cầm motor cứng à? Cầm motor cứng nào được. Cái cầm này, cầm hẳn motor cứng à? Đây. Đây, cầm vào vô. Vô. Đít đập vào tay mày chết luôn. Cầm xuống dưới. Đấy vậy, cầm chắc à? Đây, cầm hẳn motor thôi, cầm hẳn motor, cầm cái motor thôi. Cầm cái cũng motor vậy thôi. Cầm chắc vào cơ, chứ trong cầm được kia. Cầm motor không được, cái này kệ nó á. Nó xoay nhiều, nó xoay nhiều kệ nó á. Mày cứ phải mê lên. Anh xóm mình vừa đang chở nhau đó anh em ạ.
Why amazing. Đấy. Đấy là vấn nguyên lý hoạt động của gọi là cái gọi là. Cho ngược chứ. Ôi mình sẽ lắp một cái đây à. Đây là chuẩn đây à. Một điểm hay hai điểm à? Ừ. À đây, một điểm ở đây. Thế nào? Đây nè. Cho ngược đấy, đóng ngược. Ngược ngược nhé, để ngược nhé. Ngược. Ngược. Ngược khéo nè, ngược khéo nè. Đó. Ngược ngược hơi đi về, ngược hơi đi. Ngược kêu nữa. Nó như robot ấy nhỉ? Nó là nguyên lý của nó, gì đấy? Cái gì nhỉ? Cái ở cái đường ray sẽ ray tàu hỏa là cái gì nhỉ? Ray tàu hỏa. Thành hình dịch chữ. Cái đấy là thanh thanh gì đấy? Bánh. Bánh. Bánh, bánh ấy. Ở đây là một cái cục bánh này, ở một cái bánh hình dịch hình. Quay quay cho một vòng nữa cho nó có đi như thế nào. Ơ mà quay ngược nó kêu cái gì nhỉ? Quay ngược có hỏng không nhỉ? Không. Nó có hỏng không nhỉ? Không. Đây mà quay ngược đây mà. Không, ơi quay đều ấy. Đây này. Cái này cứ sáng trái như vậy anh em. Đây nữa này. Một nhát ở đây. Đây cho anh em xem gì nhỉ. Đây quay cho anh em nhìn ốc này. Đây đây đây. Cho người tính. Đấy, nó cứ chật sang quay lại anh em nhé. Quay ngược vậy nó kêu sao kêu. Win 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 win. Hay là nó hỏng. Không biết, nó ngược lên nè. Tân nghĩ này không đúng không sao đâu. Ôi nó không sao đâu. Ui, nó không được nhỉ. Quay ngược, quay ngược. Quay xuôi chứ. Quay ngược tiếu vậy là không được, không hợp lý rồi. Phải quay nó kêu nó êm ái chứ. Cắm vào giáp rồi anh em nhìn cái pha mình cắm vào giáp này. Đây này, mình cứ theo cứ vừa là đây mình dương mạch âm thôi, mình cứ tính, mình cứ đoán vừa thôi. Mình cũng không biết lắm. Còn mấy cái mạch này mình mạch như này như nào. À đây được. Ok vậy. À, đây, đây. Rồi. Anh em gọi đâu có biết cái giáp nào hợp với cái này mình cắm không nhỉ? Chắc phải có chứ gì? Có. Có thiết kế rồi. Mà vai ớt thì vẫn là gì? Vẫn chắc mua đồ. Được rồi. Rồi đi á. Nhưng mà cái này giáp thành thiết kế. À không, không cần để mua giáp nó đâu. Nếu mà mình là mình chỉ dùng hai cái tốc độ bình thường ấy thì mình chế giáp được mà. Chế ra mình cho cái phần tấm cách vào nhỉ. Ừ, chế dắt được cái có dắt ở xe máy đây. Con à. Dắt mình chế rồi. Mình cắm vào được, mình lấy đồ hay đồ đó mình à thử ướm lên ướm vào phần xe nào. Ướm cả cây nhá. Ướm cây ừ ngay cái cần gạt vào. Cái nếu mà lắp lên nó phải xem mình sẽ phải tháo ra hết cái cụ mình để cho thiết kế cái phần lắp đặt chứ. Ừ, đặt rồi. Cái này bên dưới mà. Đoạn nào nhỉ? Đoạn gì? Cái bên dưới. Cái trong dưới. Thì mình sẽ phải nghiên cứu phương án nào anh em có phương án nào hay ho á comment cho mình biết nhá. Rồi mình đang phải nghiên cứu phương án này lắp đặt rồi thì cũng như là cải tiến thêm. Rồi. Đấy rồi. Ừ đúng. Sao thử phạt bọn mình thử phạt phạt đấy nhá. Mô phỏng. Ừ đấy. Vừa tầm này. Vừa tầm hết xe này. Này nó xuống tí nữa. Ừ. Đấy rồi, vừa tầm hết xe đi. Mình sẽ phải thiết kế đục cái đoạn này xuống anh em ạ. Đâu đục cái này đâu, cái này chỉ để lồm lỗ ra thôi, đục lỗ ra để gì thôi. Để cho cái cây đâu, đủ rồi. Còn cái bộ kia mình cho xuống hẳn, âm mình xuống nhỉ. Bộ kia phải âm mình xuống nữa hả? Cái này lộ được, đến cho nước vào thì không mất bộ gì nữa. Vậy là vậy chứ. Ui dồi. Đấy, cái đoạn là vậy nên là bọn mình những chỗ phần kính của mình chưa làm chắc chắn được anh em nhé. Đấy, cái là nhiều anh em cũng chết. Đoạn này bọn mình để lại vì lý do mình sẽ phải thiết kế thêm mà. Nên là mình chưa xử lý đoạn này. Nói chung về tổng thể con xe này thì mình sẽ cần phải nâng cấp rất là nhiều chi tiết nữa. Thì mình đang định độ cả bô nữa anh em ạ. Độ bô của nó lên máy móc thì sẽ phải một thời gian. Tại vì nó nhiều yếu tố nữa, phải liên quan khung gầm nữa. Bô quả bô ép xe full titan độ vào. Máy móc thì nó nếu là nhiều anh em cũng nghĩ là giảm được. Nhưng mà theo mình thì về cái động cơ nó sẽ rất là ngoan. Cái thứ nhất là mình sẽ phải tìm kiếm một cái phần động, cái động cơ nào nó phù hợp. Nó vừa chất mà nó lại đơn giản để giá cả nó phải trắng. Ok, cất gọn đây thôi, để gọn vào. Giá cả nó phải trắng nữa thì mình mới có thể đi được. Đấy thì mình sẽ phải nghiên cứu dần dần anh em ạ. Đó, và độ cái chi tiết nhỏ dần dần. Không đồ đạc cất vào nhé. Để gọn đồ đạc mà. Thì có lẽ là hôm nay là một cái video bọn mình thông báo anh em biết là bọn mình là cũng do anh em góp ý ở video trước là bọn mình nên là độ một quả gần gạt mưa nó, cho nên bọn mình ngày xưa cũng không nghĩ, không định là có cần gạt mưa đâu. Nhưng mà anh em yêu cầu bọn mình ấy rồi thì góp ý cho mình thì bọn mình ghi nhận nhá.
Có lẽ nào anh em có phương án nào hay ho để lắp đặt cái quả cần này thì anh em hãy comment dưới video cho mình nhé. Cảm ơn anh em theo dõi clip nhá. Bye anh em.